khốn khổ trên đời. Nỗi cho đêm vui đôi ngày, dòng máu nuôi con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mai. Bây giờ cha đặt cho con là thuyền xưa, hay không? Thuyền xưa. Cái cậu con trai nói cho, ủa, thuyền xưa có nghĩa là gì vậy cha? Bố, cái ông mới cắt nghĩa là thuyền á, còn gọi là cái gì mấy chị mấy anh đó? Ghe. Yeah. Ghe, yeah, đúng. Xưa là còn gọi là cái gì nữa? Cũ. Cũ. Ghe cũ, đọc ngược lại là cái gì? Cũ ghẻ. Em kia, trong em sinh thế cái kia thế nào? Thì cô mới trả lời lại là em sinh thì nó cũng sinh, chỉ khác với mình ở chỗ bộ ria. Cô này cô mới thấy anh cũng đẹp trai phải không? Thì cô cũng chơi thơ để mà tán ảnh lại. Anh kia, trông anh khỏe thế cái kia thế nào? Thì anh mới trả lời là cũng tưng, cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia. Vừa rồi chị Mai là làm một vài câu chớ rất hay, thì tôi xin tiếp lời câu chớ của chị. Bây giờ chúng ta ở đây thì có những người là thuộc là trung niên, cũng có những người đã lớn tuổi, và cũng có những người là bước vào cái lứa tuổi 70-80. Nhưng mà đôi khi á, thì vì là nam giới thì chúng tôi rất là băn khoăn về cái khả năng của mình. Thành ra là có một cái bà kia, bà ấy nói cái ông chồng cũng không ra làm sao hết. Thì ông chồng cũng cáu lắm. Ông ấy mới nói như thế này: sao em cứ bảo anh già, làm anh chẳng hiểu vì sao anh già. Già thì già tóc, già râu, nhưng riêng cái ấy còn lâu mới già. Là như thế này: trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi hơi nhiều. Đi nhiều rồi lại làm liều, làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi. Miền Nam với tiếng miền Trung với tiếng miền Bắc khác nhau, các vị đã biết. Khi mà vào cái nhà giàu của nữ thì mục sư mới nói rằng như thế này: thưa cha, cha đi vào giường với con. Ông cha đó, ông bỡ ngỡ quá. Lúc đầu ông không có nói, ông bỡ ngỡ quá. Cái khi mà sư nói lần thứ hai, xin cha vào giường với con, rất an toàn, rất là không có sao hết. Ông cha ông nói lúc đó lắc đầu, ông nói tội lỗi. Thì tá ra bà sơ đây, bà mới lúc đó bà mới hiểu là cái vào dương tức là vào cái vườn cây ở phía sau để mà xem, mà ông cha thì ông lầm, ông nói là đi vào dương với sơ. Thank you.
như chính cái mồi đó.